nhìn ngon thế nhỉ, nhìn ngon này, nhìn ngon thật, chỉ muốn ăn này. Số cóc dầm, cóc dầm, cái cóc này hôm trước báo giá rồi các nhá. Đây, đây con khủng long này mới. Con này thì nhiều tiền. 45 triệu. 45. Không, không xoay mặt ra đây để xem cho anh. Cao mặt cái bể đấy. Con xem này. Hết mình. Con này thôi. Bao nhiêu triệu? Em mấy 500 triệu. Đẹp đấy nha. Em chỉ đang về chuyển cấp về đây luôn. Qua ba xe ở triển lãm ra đây, xe đạp lạc lẻ hết. Triển lãm hơi ngắn nhỉ? Quay video ở đây nhỉ? Ai xem video này? Triển lãm tổ chức hơi ngắn. Quá đúng cuối tuần thì lại chào, rôm lắm rồi, nổi bộ cái chỗ ấy thôi, rẻ tiền không bán được, đắt tiền không bán được. Móm em vào đấy là móm đi. Ngâu này bao nhiêu bác? Ngâu bên kia chắc phải đi mấy cái sân to to thì hóa kia không thấy được. Tới Bắc Ninh nhưng mà một số Bắc Ninh hai mình Bắc Ninh nó làm bài bản thì đang bảo mấy anh em chung đúc nhưng mà mỗi anh em mang vài cây thửa thôi. Ừ. Mà thay nhau ở anh ạ. Đúng rồi, đỡ vất vì nó dài ngày, nó mà bán được thì lại cho sang. Đúng, cứ thấy khả thi lại nhấc sang. Thi nó tràn lan quá, bị loãng là không thua. À. Đi đây. Bác à, triển lãm về rồi đấy bác. Đây là chợ đấy. Nhiều cây thì phải dài chứ. Nếu mà ai thiện chí thì là xem. Không, ai mà thiện chí thì người ta chịu khó lắm. Còn mấy ông mà xem vui vui thì không mua đâu. Như cây này bao nhiêu tiền anh? 6 triệu. Đấy. Để như gì ấy. Mà cái chậu nó gớm. Đấy mà cái chậu gớm chưa này. 6 triệu. Bốc đi thôi còn gì nữa. Kỹ này. Làm nó kỹ mịn đến tận tay cành. Ông này ông sản xuất được nên là rẻ. Thực tế là bán đấy chứ không phải là báo cho vui. Đấy. Đôi này thì sao anh? Đôi này 9 triệu một chiếc. 9 triệu một chiếc. 9 triệu một cây. Tùng rất kỹ rồi. Đấy, tùng hoa này. Tùng hoa này. Tỏ là trọng chỉ để làm tốt như thế này. Nói trọng chỉ để làm tốt như thế đó. Thôi, mua về trọng chỉ để làm tốt.
quay mấy cái trên xe này trước. Mấy cây hôm trước đây thì có quay ở đây. Cây này thì sao anh? 55. Đẹp nhìn này. Quay không? Nhìn này. Đấy. Rất là chuyển rất là đẹp. Cổ chuyển rất đẹp. Chuyển rất đẹp. Chuyển rất đẹp. Vừa chuyển từ triển lãm về đây. Triển lãm về đây. Những cái này thì bao nhiêu một cái anh? Làm móng đây. Tám triệu một cây lá móng ông đá này. Đấy, xanh lá móng. Đấy, cái này hay này. Dễ giếc nó xuống ăn vào đá này. Thích. À đây. Số lấy ở đây luôn này. Quán. À. Vừa đi Thanh Oai về đây. Nguyên xe đây. Đấy nhỉ, lại chụp lại cái số đấy nhỉ, chuẩn cái số ấy luôn nhỉ. Đấy, đỡ phải báo lại. Cái trang này thì bao nhiêu anh? Trang này 35. 35 triệu. Thì sang quay kỹ. Con cổ ấy hay nhỉ. Con này thì bao nhiêu bác? 25 triệu. Nghệ thuật đấy nhỉ. Cơn gió cái, mát quá. Ồ, cái cơn cổ này hay quá. Chứ, con lọc cổ này. Con này sao anh? Con này hay đấy nhỉ? Lọc cổ. Dạ? Bánh tinh tinh. Hả? À tính à? Bánh tinh. Bánh tinh. Lọc cổ hay đấy, lọc lùn. Được đấy. Hai anh em để bày xe sát nhau. Vẫn số của Bách Tĩnh liên hệ về này các bạn. Long lùn. Long lùn ơi, đẹp đấy. Làm hay đấy, làm hay đấy. Nhặt khá là kỹ chứ không để như các cụ ngày xưa đơm mớ ở đây đâu. Nhặt từng tí một rồi đấy.
từ. Cái từ này chắc phải làm lại chút cho nó hay ho chút, long lùn. Cái này, này là một cột đôi và với một cái trực ở giữa nhỉ các bạn nhỉ, bộ bài tình cảm. Ba đình đá. Ba đình đá này. Hình bộ chân móng thích. Đấy. Bay nhé, rất nghệ. Xì thì vẫn cái siêu trước đây. Ok, xương xương quay như vậy. Đây này thì cũng như cây bên kia thôi. Cũng như cây bên kia thôi. Ôi trời. Ngày xưa là nhớ không nhầm là của Duy Liên ở chỗ Đại lộ Thăng Long trồng một loạt cái này. Hợp lý thì múc về tốt quá. Nhưng mà ok, thích cây nào thì liên hệ thôi. Ui trời. Vối. Đấy, lên thẳng đây luôn, phủ phủ luôn. Đồ 8 tầng này, 8 tầng. Ok các bạn, thôi, thế nhá. Ủa, xin phép, dòng nước. Đây, cái này này. Chiều bảy. Kết thúc video ở đây các bạn nhé. Hôm nay buổi chợ. Như thế là rất là nhiều bạn đẹp. Các bạn hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.